Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, cái video này mình trả lời vài câu hỏi một số quý vị gửi đến. Hỏi về cái chương trình y tế Medicare của liên bang. Tôi có nên gia nhập hay không? À, khi mình đang bước vào tuổi 65 đang ở tuổi 65 hoặc là sắp bước vào tuổi uh, 75, tôi không muốn gia nhập bởi vì cái giá của nó tôi phải đóng cái phần B phải đóng mỗi tháng như vậy cái lợi phí sức khỏe của tôi còn tốt uh, vân vân đóng như vậy thì uổng quá uh, hay là không có khả năng để mà đóng thì có nên gia nhập hay không thì cái phần A là cái phần bệnh viện khi mình đến tuổi 65 những câu hỏi này là mình, à, Từ những quý vị mà 65 tuổi trở lên Hoặc là sắp đến tuổi 65 nha Tất nhiên là cái chương trình Medicare Mình có thể gia nhập Ở tuổi sớm hơn Chứ tuổi 65 nếu Mà mình có tình trạng bệnh tật Được công nhận tượng sinh xã hội Thì mình có thể gia nhập sớm hơn Thì khi mình đến tuổi 65 đó Và mình Đáp ứng được cái điều kiện về thời gian Là quốc tịch Mỹ Hoặc là thường chú nhân sống ở Mỹ 5 năm trở lên đó thì mình nên xem có mình có nên gia nhập hay không. Tí xíu nữa mình sẽ dẫn đến một cái tình trạng thật xảy ra với một người à, một chị này liên quan đến cái Medicare phần B không gia nhập rồi nhận cái hóa đơn 81.739 đồng 40 sen như vậy. À, bị bệnh cái hóa đơn đến như vậy là gánh nặng cho gia đình thì về cái phần A đó cái phần bệnh viện thì khi mà mình có 40 tính chỉ hoặc là vợ chồng mình có 40 tính chỉ thì mình nhận miễn phí thì hầu hết là mình gia nhập phần A này còn cái phần B đó thì cái phần mà có rất nhiều quý vị vì lý do này, vì do, lý do kia và có thể là cái tiền mà mình phải đóng hàng tháng ví dụ như năm nay là 174 đồng 70 cent một tháng đi Mình thấy sức khỏe mình vẫn còn tốt thôi Tôi không muốn gia nhập bây giờ Mai mốt gia nhập sao ha Thì mình mình có gia nhập hay không đó Thì như cái điều lệ của Medicare đó Thì nếu mà mình nói về cái vấn đề mình có gia nhập hay không ở tuổi 65 đó Nếu mình đang vẫn còn làm việc hoặc là vợ chồng mình vẫn còn làm việc thì mình không cần gia nhập ở thời kỳ đầu tiên nếu mình có cái bảo hiểm từ công ty của chính mình hoặc là vợ chồng mình và công ty có từ 10, 20 nhân viên trở lên có bảo hiểm như vậy thì mình không cần gia nhập sau này mình có thể gia nhập khi cái bảo hiểm đó không còn hoặc là công việc đó mình không còn làm nữa thì mình có thể gia nhập vào cái thời kỳ đặc biệt trong vòng 8 tháng mà cái bảo hiểm của công ty ngừng còn mình không gia nhập như vậy thì sau này mình gia nhập ở thời kỳ thứ ba được mở ra từ 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 3 hàng năm để mình gia nhập. Thì đây là cái thời kỳ tổng quát. Mà cứ mỗi năm mà mình đáp ứng được điều kiện gia nhập, mình không gia nhập, rồi mình không có bảo hiểm từ công ty, thì mình sẽ phạt, có nghĩa là cái giá sẽ bị cộng thêm 10% vào ờ, cái cái phí. Ở thời điểm đó mình gia nhập, ha. ví dụ như mình 66 tuổi, 65 tuổi, lẽ mình gia nhập, mình không gia nhập, năm nay 66 mình mới gia nhập và trong cái khung thời gian từ 65 đến 66 mình không có cái bảo hiểm từ công ty của mình hay vợ chồng mình mua cho mình mà công ty đó có 20 nhân viên trở lên thì mình bị cộng bị phạt 10% vào cái giá ở thời điểm năm nay là 174 đồng 70 sen như vậy rồi cộng thêm 10% là 17 đồng 47 sen vào như vậy và bị như vậy suốt đời luôn ha nhưng đó về cái phần B mà gia nhập sau này bị phạt đó là không phải là cái lý do mà chính trong video này muốn mà mình muốn nói về cái tình trạng như vậy. Nhiều quý vị đó không gia nhập cái phần B rồi không có cái bảo hiểm từ công ty của mình hay vợ chồng mình hay là không có cái bảo hiểm nào khác nha. Có nghĩa là không có cái bảo hiểm sức khỏe nào khác bất kể là ở đâu hết. Thì hãy suy nghĩ lại bởi vì cái khả năng cái cái phần trăm mà mình sẽ có thể sử dụng cái dịch vụ y tế là cao hơn tuổi mình còn trẻ bởi vì sức khỏe của mình khi tuổi mình càng cao thì có thể là cái nhu cầu y tế của mình có thể là đột biến uh, xảy ra phát uh, sinh ra rồi mình cần những cái dịch vụ đó và những cái dịch vụ đó có thể tốn kém và nó sẽ là một cái vấn đề. Đây là cái vấn đề mà trong cái tình trạng của cái cái trường hợp này mình muốn nêu ra như vậy ở đây. Thì đây là một câu chuyện có thiệt nha, mình muốn lấy cái bài báo này ra rồi mình sẽ chia sẻ một tí. Là tại sao mà mình không có phần B, không có bảo hiểm nào khác, lại nhận cái con số lớn như vậy ha. Thì đây là một tình trạng có thiệt, đây là một bài báo mà mình muốn lấy ra à, từ ở đây ha quý vị. À, KFF Health News ha. Thì đó, để mình à, cắt nghĩa sơ sơ, đây là người con ha thì người mẹ đã nghỉ hưu và luôn luôn cẩn thận với tiền bạc và thường thường không có thường đi bác sĩ cho bất cứ mà vấn đề gì ha tuy nhiên mọi sự bắt đầu thay đổi năm rồi bởi vì có cái tình trạng sức khỏe xảy ra liên quan đến bị cái sốt bị uh, đột biến thì hai lần được đưa vào bệnh viện ở địa phương của mình Uh, rồi được chuyển đến uh, Bệnh viện lớn hơn đó, Để mà chữa trị Và cái bệnh viện đó là cách Cỡ khoảng chừng 79 miles uh, ha. Thì cuối cùng thì Mẹ của chị cũng qua đời Ngày 31 tháng 10 uh, đó, Lúc mà 70 tuổi ha. Thì một trong uh, Những lần Hai lần mà Được đưa đến bệnh viện lớn như vậy thì qua bằng cái phương tiện từ cái phương tiện về uh, phương tiện bằng máy bay. Đó, phương tiện hàng không. Bởi vì có thể tình trạng khẩn cấp quá mà mình đưa bằng cái phương tiện bằng xe thì có thể di chuyển không có nhanh lẹ được. Nên đó là tình trạng khẩn cấp. Thì một trong hai chuyến đi như vậy thì cô mới nghĩ rằng có nghĩa là người con mới nghĩ rằng là cái này có thể là mất tiền nha, nhưng mà không có nghĩ rằng là sẽ nhận cuối cùng là nhận cái hóa đơn mà lên đến 81.739 đồng 40 xe như vậy ha. Cái nơi mà cung cấp dịch vụ hàng không đây là là công ty này thì thường thường những công ty cung cấp như vậy thì cũng là một trong những nơi mà được chấp thuận từ chính phủ liên quan đến cấp cứu à, cung cấp những phương tiện cấp cứu đường hàng không à, thì họ sẽ tính phí cho mình ha. và các phí mà nhận được như vậy đó thì không có được chi trả bởi bảo hiểm ha. Nên khi mà vào như vậy thì nhận được cái hóa đơn ở đây để mình làm cho nó to hơn một tí. Alright. Đây là cái hóa đơn ha quý vị. Là 81.739 đồng 40 cents như vậy ha. Và quý vị thấy mình trở lại ở đây một tí là cô này qua đời hồi 31 tháng 10 À, lúc 70 tuổi rồi ha Chắc một số quý vị uh, có thể nghĩ rằng ở qua đời rồi thì cái quá đơn này thì thì thôi coi như nếu mà không có tiền thì hoài ha nhưng có nhiều quý vị khi mình ở tuổi Hưu có thể mình có những cái tài sản di sản gì để lại thì đây là một cái mà mình để lại cho người thừa hưởng là bị ảnh hưởng đến một con số như vậy mà có thể tránh được à, ha Tại sao mà người con nhận cái quá đơn như vậy đó. thì đó người mẹ có nghĩa là mẹ có đăng ký vào của chương trình Medicare phần A cái phần A thì quý vị thấy miễn phí khi mình làm việc mình có 40 tính chỉ hoặc là vợ chồng mình làm việc có 40 tính chỉ thì miễn phí hết đó. thì phần đông là gia nhập cái phần A lúc mình 65 tuổi trở lên là mình gia nhập đó. thì cái phần A này là liên quan đến bệnh viện ha thì khi mà đó, nói đến bệnh viện mình muốn chia sẻ cũng như nhắc lại quý vị cần lưu ý là không phải dịch vụ nào mà ở bệnh viện mình nhận được cũng là cái phần A chi trả hết nha. Mình có thể vào bệnh viện nhưng mà những cái dịch vụ ở bệnh viện có thể là không phải là dịch vụ được chấp thuận từ bác sĩ là dịch vụ nội chú. Nó còn ngoại chú. Thì cái phần A không trả. Nếu mà mình không có cái bảo hiểm nào khác thì những cái hóa đơn ấy sẽ đến mình sau này ha. Còn nếu mình có cái phần B thì cái phần B sẽ thanh toán cho những cái chi phí đó. Rồi tất nhiên là phần B đó thì trả 80% thì 20% kia chừa lại cho mình như vậy ha. Thì ở đây đó thì uh, người con mới nói tiếp rằng đó là mẹ từ chối cái phần B đó, Từ chối tất cả những cái mà uh, cái phần khác liên quan đến Medicare bao gồm cái phần B như vậy thì phần B này là bao gồm những cái dịch vụ chẳng hạn như là mình đi uh, khám bác sĩ vân vân những dịch vụ uh, uh, ngoại trú và bao gồm luôn là những cái dịch vụ mà chuyên chở mình đến bệnh viện nha khi mà chuyên chở đến bệnh viện đó mình muốn uh, cập nhật cái này một tí chắc có một số quý vị uh, chưa được cập nhật khi mà chuyên chở đến bệnh viện đó nếu mà quý vị có cái phần A đó là cái phần A không có chi trả ha quý vị khi mình tới bệnh viện rồi đó nha thì mình tới bệnh viện nếu mà mình được chấp thuận cái tình trạng của mình chữa trị ở đó uh, nội chú thì phần A sẽ trả nhưng mà cái dịch vụ mà vận chuyển mình đi đến bệnh viện bất kể là đường bằng xe hay là đường hàng không thì sẽ được chi trả nếu mà cái dịch vụ ấy phải chi uh, vận chuyển mình bằng đường hàng không là bởi vì cái phương tiện nếu mà vận chuyển mình bằng xe thì cái tình trạng sức khỏe của mình lúc đó sẽ không có kịp cứu chữa nên họ có quyền liên lạc kết nối để mà có một cái dịch vụ vận chuyển đường hàng không đến cái bệnh viện cho mình thì nếu mình có cái phần b trong đó ví dụ như trong tình trạng này mà mẹ của chị có cái phần b như vậy đó thì cái phần b sẽ thanh toán Uh, cái, cái, cái 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 phí này tất nhiên là trừ lại 20 phần cái phần B thì trả 80 trừ lại 20 như vậy ha thì người con ở đây người con tiếp tục nói rằng là uh, nghĩ rằng là chắc mẹ tránh gia nhập cái phần B bởi vì tiết kiệm có nghĩa là không có muốn uh, trả cái chi phí là 100 vòng vòng 175 đồng một tháng cho cái phần B ha. Nên nó ảnh hưởng đến như vậy nên khi mà khi mà mình không có cái bảo hiểm nào khác hoặc là mình không có cái phần B như vậy đó thì những cái dịch vụ mà một nơi mà cung cấp cho mình những cái dịch vụ y tế như vậy đó thì họ có thể đưa ra cái giá bình thường cái giá thị trường thôi bởi vậy nó mới lên đến con số cao đến tám mấy ngàn đồng như vậy ha nếu mà chỉ có cái phần B thì những cái dịch vụ nằm ở trong Medicare hay là một số quý vị có những cái bảo hiểm y tế uh, bảo hiểm sức khỏe từ uh, những cái nguồn khác đó thì cái giá cả trong cái hệ thống đã được thương lượng cho mỗi cái dịch vụ rồi có nghĩa là tình trạng bệnh này là công ty bảo hiểm sẽ trả bao nhiêu Medicare sẽ trả bao nhiêu nên cái nơi mà cung cấp cái dịch vụ này đó nếu mà có cái phần B thì có thể là không có tính không có được tính cái phí cao lên như vậy cao lên đến 81 739 40 cent như vậy ha. Thì đây là cái nơi mà cung cấp cái dịch vụ đó. Uh, vận chuyển mình bằng cái đường uh, hàng không ha mình muốn lấy cái này ra để quý vị uh, thấy thêm một tí ở đây là một nơi mà nhìn vào tình trạng như vậy về một người cũng chuyên viên về mà chuyên môn uh, xem xét về những cái hóa đơn mà những tình trạng khẩn cấp ambulance độ ha thì nói rằng là nếu mà đó nếu mà có cái phần B này đó thì cái phí cho cái vận chuyển của mẹ chị là có thể thấp hơn 10.000 đồng thấp hơn 10.000 đồng thì cái phần của mình là chịu 20 thì có nghĩa là chỉ là 2.000 đồng thôi hoặc là 2.000 đồng trở lại thôi ha và ví dụ như mà có cái Medigap có nghĩa là mình có mua cái phần C nữa thì cái phần C cũng thanh toán luôn 2.000 đồng này luôn ha quý vị và một số quý vị đó mình khuyên đó là khi mà mình cái phần B của mình đó mình gia nhập đó thì mình nên có thêm một cái gì khác nữa chẳng hạn như một số quý vị gia nhập cái phần C qua cái chương trình Medigap Medicare Supplement hoặc là một số quý vị qua cái chương trình uh, kia của phần C là Medicare Wellness để mà mình được bổ sung thêm còn có phần A, phần B không thì chưa là những con số thì có thể là cũng hơi cả khá cao uh, rồi mình có thêm cái phần thuốc mình mua thêm phần thuốc nữa thì cũng đỡ hơn đó. Nhưng cái tình trạng này của mẹ chị nếu mà có cái phần B như vậy là quý vị thấy thấy chánh được một cái hóa đơn lớn như vậy 2.000 đồng như vậy. Thì bây giờ mẹ chị qua đời rồi mình trở lại đây nè. Mẹ qua đời từ uh, 31 tháng 10 lúc 70 tuổi năm rồi. Bây giờ nhận cái bill đó thì sao? Bây giờ gửi cái bill đến chị. Tại sao họ gửi đến cái bill đến như vậy? Khi mà họ có những cái cung cấp những cái dịch vụ mà có cái uh, chi phí cao như vậy đó. Thì họ gửi đến nhưng mà nếu mình có những cái di sản để lại gì để lại đó là sẽ bị là sẽ bị nhắm vào để mà thanh toán thì bà này có có uh, di sản để lại uh, ngôi nhà đất đai nên cái phần tiền này đó là sẽ được nhắm vào cái phần di sản để lại bà để lại để mà thanh toán cái hóa đơn này rồi cái phần còn lại đó thì mới là thuộc về uh, người thân thuộc về con ha thì đây là một cái chuyện xảy ra thật mà mình muốn chia sẻ để mà trả lời vài câu hỏi của quý vị hỏi rằng là tôi có nên gia nhập cái phần B hay không tôi không có bảo hiểm gì khác hết à, nó vượt vượt quá khả năng tôi tiền hưu tôi ít hay là thu nhập của tôi ít ở tuổi cao à, hay là để sau này sức khỏe tôi à, thấy mà tôi cần lúc đó tôi mới gia nhập trả thêm 10%, 20% không sao đâu ha nhưng trong cái khung thời gian từ đây đến đó mình có bảo đảm rằng là sức khỏe của mình luôn luôn ok cho đến thời gian đó hay không giống như tình trạng của mẹ chị như vậy rồi tự nhiên có một cái tình trạng cấp xảy ra như vậy đột biến xảy ra như vậy thì nó là một cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái 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 cái, cái, cái đưa đến một cái hóa đơn uh, lớn như vậy ha. và khi mà mình không có cái bảo hiểm như vậy đâu phải lúc nào quý vị cũng có thể gia nhập được liền phải không quý vị? Nếu mà cái phần B mình tránh, mình không gia nhập, mình không có cái bảo hiểm từ công ty của mình. Rồi, ví dụ như là tháng tới đi, là tháng 3, mình không gia nhập, đó là tháng cuối. Mình không gia nhập qua cái chương trình à, phần B qua cái thời kỳ tổng quát này. Rồi tháng 5, tháng 6 mình bị bệnh, mình nói rằng thôi thôi tôi muốn gia nhập phần B bây giờ. Trả thêm 10% cũng được, nữa. nhưng mà có gia, gia nhập được hay không? không có được bởi vì cái thời gian đã quá hạn rồi mình không thể gia nhập được cho đến năm tới 2025 khi nó mở ra lại từ 1 tháng 1 cho đến 31 tại tháng 3 mình mới gia nhập lại được thì trong cái khoảng thời gian đó rồi sức khỏe bảo hiểm sức khỏe của mình ra sao về cái đề tài mà gia nhập nếu mà một số quý vị đó mình khuyên là cái thu nhập của mình ở cái mức uh, khiêm tốn uh, Thấy rằng không có cao Thì mình có thể nhìn những chương trình khác Để mà hỗ trợ Thay vì mình tránh gia nhập cái phần B uh, Ở cái tuổi 65 trở lên Mà mình không có những bảo hiểm nào khác hết Thì mình nên gia nhập Để mình có thể là Có được nếu mình cần sử dụng Còn nếu mà mình đáp ứng được điều, điều kiện Về uh, thu nhập và tài sản uh, Thì mình ở tư ban mình Liên quan đến Medicaid thì mình có thể gia nhập cái chương trình Medicaid này thì họ cũng cũng hỗ trợ cho mình để mà mình gia nhập cái phần B này không có đóng phí hàng tháng uh, như năm nay là 174 đồng 70 cent luôn á. Và có một vài chương trình mình cũng có chia sẻ liên quan đến Medicare Savings đó thì hỗ trợ uh, thêm nữa về cái uh, những cái phí mà Medicare mà mình phải chi trả hoặc là chừa lại như vậy thì nó được Tốt hơn Là mình không có gì hết Thà mình ra Thà rằng là mình gia nhập Hết những cái chương trình mà mình Đã vấn được điều kiện à, Mình không cần thì không sao Nhưng mình cần thì mình có nó Có một số quý vị Như mình đã chia sẻ đó Mình khuyên gia nhập thì nó rằng thôi để từ từ Mấy mốt tôi gia nhập à, mai mốt tôi gia nhập bởi vì b, b, bây giờ Sức khỏe tôi vẫn còn ok Nhưng mà khi mà như tình trạng của mẹ chị như vậy đó có một trong những cái tình trạng mà chẳng hạn như là tai biến xảy ra thì làm sao mình có thể mình có thời gian mà nó rằng rồi đây bây giờ tôi đi gia nhập liền đó. Alright, thì đây là cái đề tài mình muốn chia sẻ một tí để quý vị có thể thấy rõ thêm cái phần quan trọng của Medicare phần B hoặc là bất cứ cái bảo hiểm nào mình có ở tuổi cao ha. Có gì mình sẽ trả lời những video sau. Chào quý vị.